Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Hiện nay anh trai ở phương xa, em tèn hen tới chỗ chỗ anh tèn hen mà mình thường quay lên á anh em, để chắc là đến để sửa chữa gì đây nè. Mình cũng chưa rành nữa, mình mới tới anh em ơi. Anh em đón xem nha. Sửa gì vậy? Sửa gì? Mày la sửa gì? Làm cho mấy mục đích rồi mà. Mục đích? Là lớp. À. Thì là đem tới để làm bọc đít giả với lết nha anh em. Lết ghế ngồi làm không dính rơm nha. Máy mới quá ta. Đừng nói máy con khang à. Máy mới mua luôn. À, anh tới làm cái lết mới nha anh em, lết cũ hình như ảnh chê dính rơm á hay gì á, thì anh sẽ làm lết mới nha. Nói chung chỗ này thì hai anh tèn hen này ảnh làm có kinh nghiệm thôi anh ơi, anh em ơi, chứ không phải gara gì hết nha, có kinh nghiệm làm rồi nên giúp đỡ anh em, rồi anh em nào tới thì giúp đỡ nha, làm cũng lấy vài xị nha. Đó. Ồ, đây cũng đang làm bán đồ kéo đường nước nè. Rút sáng giờ làm cũng được mấy cái nữa nè. Ý quá bạn. Bóp nữa chứ. Cái bên trong sản chế nè anh em. Ồ, thân chế luôn à. Thế chứ. Quá dữ. Thắng chế ngộ quá ta. Ôi, nào giờ tao mới thấy chế cái thắng này. Ngộ em. Nhẹ, nhẹ nhàng luôn anh chú em. Này chế khác của Nguyễn Quỳnh hả? Khác của Nguyễn Quỳnh nha anh em. À, anh là nhẹ thắng lắm nha. Thắng chế nha. Có cái chỗ tăng đưa nữa nè. Tăng đưa nè. Hai bên luôn nha. Hai bên luôn nha. Ủa. Rất là nhẹ nha. Nhẹ bóp lắm anh ơi. Rồi ông anh đem, anh trai đem lại để làm bộ dè nha anh em. Làm bộ dè bật lên bật xuống á. Rồi làm cho cái ảnh cái bọc đít giả luôn nha. Đừng bắt vô đây nè. Rồi làm lết, lết ghế ngồi luôn. Lết này của ảnh dính rơm nè, cũ quá, hư rồi. Ở xa mà ảnh ủi phà lại đây rồi ảnh làm nè. Máy này thì ảnh cũng mới mua, bóng quá nè. Thấy mặt cái trống luôn. Vì ảnh qua đây ảnh đặt... đặt dán cạc ăn cưa luôn nha, mua sắt rồi nè, chuẩn bị làm cho ảnh luôn nè. Ảnh làm kêu làm bộ bộ dè giống dè cho ảnh nè, dè bật lên bật xuống này thì tháo đầu máy ra rồi, tháo đầu máy ra rồi. Dừng chuẩn bị vậy thì bữa nó ra đồng nha anh em. Đó. Bọc đít giả của ảnh nè. Cái bọc đít giả của ảnh bị anh thợ nào làm cho ảnh bị lỏng quá anh em ơi. Anh thợ nào làm cho ảnh lỏng le vậy nè. Làm gì đâu lỏng le vậy, nó bẻ ốc hoài luôn à. Làm là phải siết ốc trước nha anh em.
bắt ốc vô xiết trước rồi mới chấm hàng nha, nó mới cứng nha. Chứ anh thợ kia làm gì hơi dở, anh bỏ này, anh bỏ anh bán như chai ha, làm cái khác cho anh. Rồi về bữa ngày mai sẽ có làm, trong quá trình làm á mình sẽ quay cho anh em xem ha. Rồi, hẹn anh em những video tiếp theo nha.